Mới đây, khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội vừa tiếp nhận cấp cứu một trường hợp tiền sản giật nặng. Tiền sản giật là một bệnh lý đặc biệt trong thai kỳ, có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào biểu hiện ở tuổi thai trên 20 tuần. Sản phụ 21 tuổi đang mang thai lần 1 ở tuần thứ 35. Những lần đi khám thai định kỳ trước, sản phụ khám theo lịch hẹn và không phát hiện có bất thường. Trước nhập viện 2 ngày, sản phụ xuất hiện đau đầu kèm đau bụng, phù nhiều hai chân. Kết quả xét nghiệm protein trong nước tiểu, chỉ số tiểu cầu giảm nhẹ, dấu hiệu men gan tăng. Khi tiếp nhận sản phụ, bác sĩ khoa sản Bệnh viện Đa khoa Đức Giang Hà Nội đã hội chẩn và nhận định đây là một trường hợp tiền sản giật nặng. Theo dõi hội chứng HEP, một biến chứng nặng nề của bệnh lý tiền sản giật với tỷ lệ tử vong cao. Ngay lập tức, một cuộc hội chẩn khẩn với lãnh đạo bệnh viện được thực hiện thống nhất chỉ định mổ lấy thai cứu bé, điều trị bệnh lý tiền sản giật cho mẹ. Cuộc mổ được tiến hành ngay sau đó với sự tham gia của kíp mổ tua trực sản, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Thị Hải Yến với kíp trực gây mê hồi sức, bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Ngọc Trang. Ca mổ thành công, bé trai cân nặng 2.000g khỏe mạnh và được chuyển về khoa sơ sinh để tiếp tục theo dõi do bé chưa đủ tháng, kèm suy dinh dưỡng nhẹ. Sau mổ 30 phút, sản phụ bất ngờ lên cơn sản giật và được xử trí kịp thời. Rất may thời điểm này, người mẹ đã được mổ lấy thai và theo dõi sát nên không có tai biến. Hiện nay, sức khỏe của mẹ và con đã ổn định và sớm được ra viện. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Thị Trang thông tin, tiền sản giật là một bệnh lý đặc biệt trong thai kỳ, có thể gặp ở bất kỳ đối tượng nào, biểu hiện ở tuổi thai trên 20 tuần với triệu chứng đặc trưng là tăng huyết áp, phù nhiều và có protein niệu. Siêu âm thai thường là quy trình thăm dò phổ biến trong khám thai nhưng không đủ để quản lý thai kỳ an toàn. Việc kiểm tra huyết áp và nước tiểu mỗi lần khám thai là bắt buộc để biết bạn có tiền sản giật hay không. Kèm theo đó là khám thai tại các cơ sở chuyên khoa uy tín với bác sĩ chuyên ngành sản phụ khoa có kinh nghiệm, không chỉ giúp mẹ phát hiện tiền sản giật mà còn các bất thường khác trong thai kỳ. Tiền sản giật có các biến chứng nguy hiểm như thai chậm tăng trưởng, thậm chí thai chết lưu trong tử cung, sản giật, tan máu, suy gan, suy thận, phù phổi cấp. Các biến chứng này có thể xảy ra trong khi mang thai cũng như chuyển dạ đẻ và đặc biệt có thể gặp cả trong giai đoạn hậu sản. Hiện nay, việc chẩn đoán tiền sản giật ngoài kiểm tra huyết áp và nước tiểu, còn có xét nghiệm máu và siêu âm đánh giá Doppler động mạch tử cung quý 1 thai kỳ để đánh giá nguy cơ tiền sản giật quý 2 và quý 3 của thai kỳ, bác sĩ Trang nói. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, tiền sản giật chiếm 5-10% các trường hợp mang thai ở các nước phát triển và chiếm tới 10-15% tại các nước đang phát triển. Tiền sản giật có thể gây hậu quả nghiêm trọng, nếu không được điều trị kịp thời, tiền sản giật có thể đe dọa đến tính mạng của cả thai phụ và thai nhi hoặc để lại nhiều di chứng nặng nề. Biến chứng của tiền sản giật rất nặng, diễn tiến nhanh, thậm chí có những biến chứng có thể làm chết cả bà mẹ và em bé. Về phía thai có thể làm cho thai kém phát triển và có thể gây thai chết lưu. Về phía mẹ, nếu chúng ta buông trôi những biến chứng không điều trị, không theo dõi, có thể dây sản giật, tức là những cơn co giật, rau bong non, có thể gây ra chảy máu nặng nề cho người mẹ và tử vong em bé. Cách duy nhất để phòng tránh bệnh tiền sản giật chính là khám thai đúng quy trình. Cần lưu ý, các thai phụ thường lầm tưởng siêu âm là khám thai, siêu âm chỉ cho kết quả sức khỏe của thai nhi, còn khám thai để kiểm tra tổng thể sức khỏe cho thai phụ. Đó, cần tuân thủ theo lịch khám thai định kỳ để sớm phát hiện ra những triệu chứng bất thường, phòng tránh các nguy cơ đáng tiếc xảy ra.